Đức Phật nói ai sanh ra đều chịu sự sanh già bệnh chết. Vậy ví dụ như trẻ con chết yểu có già với bệnh không hoặc người ta chết trẻ sẽ không có già. Xin sư giải thích rõ giúp con. Uhm, sư nói về hai cái pháp. Một là xét về mặt thô thiển và thứ hai xét về cái thô thiển ở đây tức là dễ nhận thấy và cái thứ hai là xét về cái mặt vi tế tức là cái mặt khó nhận thấy xét về cái mặt mà dễ nhận thấy thì đây chỉ là cái lời dạy chung đây chỉ là cái lời dạy chung dành cho những cái trường hợp chung thì những cái những cái mà ngoại lệ mình không có kể vào trong đây bởi vì những cái trường hợp mà chết trẻ thì đó là do chúng sanh nó bị đoạn nghiệp Tức là cái nghiệp nó can thiệp Nó đứt đoạn cái sanh mạng của chúng sanh đó Thì những cái trường hợp đó Là những trường hợp ngoại lệ Mà không cần Phải đề cập tới Bởi vì trong nhiều trường hợp Cái việc mình đề cập tới những cái ngoại lệ ấy, Nó chỉ làm cho Cái lời dạy Nó trở nên phức tạp hơn Một cách không cần thiết Và quý vị nhớ dùm khi Đức Phật thuyết pháp là ngài thuyết cho cái người ngay tại chỗ đó nghe chứ không phải là thuyết để cho mình nghe à, cho nên những đối với những vị mà ngay ở chỗ đó Đức Thế Tôn biết rằng ngài nói như vậy là đã đủ rồi nhớ dùm nha pháp mà Đức Thế Tôn thuyết là không thiếu cũng không dư tức là đối với cái đối tượng mà ngay tại chỗ đó đó ngài không thuyết thiếu nhưng mà ngài cũng không thuyết dư bởi vì nhiêu đó là đủ cho chúng sanh đó rồi đấy còn mình thì à, do không phải thuyết cho mình ý cho nên là mình phải học nhiều lắm để trong số đó mình sàng lọc lại để mình biết à, cái nào dành cho mình cái nào không ừ. rồi thêm một cái vấn đề nữa à, đó là À, mình khi mà mình xét về cái vấn đề vi tế tức là khó nhận biết ấy. Tức là gì thân tâm của mình ấy nó sanh diệt liên tục không ngừng nghỉ Ý, nói theo cái kiểu khoa học thời nay là những cái tế bào của mình ấy nó à, nó già và nó chết liên tục nha nó già nó chết liên tục rồi, quý vị có biết là trong tầm khoảng chừng 10 năm thôi, trung bình khoảng chừng 10 năm thôi, là toàn bộ tế bào trong cơ thể của mình ấy, cơ thể mình được cấu tạo bởi tế bào đúng không? Thì trong chừng khoảng 10 năm thôi thì toàn bộ tế bào của mình ấy, hầu hết là nó thay mới toàn bộ. Đấy, đó là chưa kể những cái sự chết liên tục xảy ra trong cái cơ thể này. Đó là xét về mặt um, khó nhận thức rồi theo a tỳ đàm ấy thì cái danh sách của mình ấy nó diệt rất là nhanh nó diệt rất là nhanh à, cho nên là lời của đức phật nói ừ, nếu như xét về cái mặt y tế là không sai không sai à, nhưng còn nếu mà mình xét về cái mặt mà thô thiển ấy thì nên được nên tính những cái trường hợp mà chết trẻ À, là cái trường hợp ngoại lệ ừ. và nó không dành cho cái đối tượng mà nghe ngay tại thời điểm đó mà đức phật đang thuyết